chào quý vị, xin chào tất cả các anh em. Rất vui khi hôm nay tôi lại có mặt ở đây để đồng hành cùng quý vị, đồng hành cùng anh em. Và như quý vị đã biết, sử dụng các công cụ, các chỉ báo kỹ thuật, các biểu đồ áp dụng vào phân tích kỹ thuật chơi coin là một vấn đề rất quan trọng với bất cứ một trader chuyên nghiệp nào. Và ở video ngày hôm nay, tôi sẽ chia sẻ cùng quý vị về công cụ Fibonacci được sử dụng rất phổ biến trong chứng khoán, trong Forex và nhất là trong chơi coin. Thì video này tôi sẽ chia làm hai phần. Phần thứ nhất là tôi sẽ nói qua về cái lý thuyết để quý vị có thể nắm qua về các chỉ báo, các số liệu để quý vị có thể đặt lệnh mua bán ra vào. Và phần thứ hai là cái phần thực hành. Đây cũng chính là cái phần nội dung chính của video. Ok, bây giờ chúng ta cùng đi vào nội dung. Thứ nhất là cái phần lý thuyết. Fibonacci là gì? Áp dụng Fibonacci vào trong chơi coin. Leonardo Pisano Bigollo, một nhà toán học người Ý, là người đã phát hiện ra quy luật của dãy số này và đặt tên là Fibonacci. Theo Wiki, Fibonacci được ghép từ chữ Fibonacci, mang ý nghĩa con của Bollacio, cũng chính là cha đẻ của nhà toán học. Dãy số Fibonacci là gì? Đây là một dãy số vô hạn được bắt đầu bởi số 0 và số 1. Các số tiếp theo luôn bằng tổng của hai số liền trước cộng lại. Cụ thể, dãy số Fibonacci sẽ là 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, vân vân. Ngoài dãy số Fibonacci kể trên, tỷ lệ vàng hay số pi là số thần kỳ tiếp theo được ông phát hiện ra. Một số đặc điểm thú vị của dãy số Fibonacci: ngoại trừ 4 số đầu tiên, tỷ số của một số bất kỳ với số lớn hơn tiếp theo luôn xấp xỉ bằng 0.618. Ví dụ 3/5 bằng 0.6, 5/8 bằng 0.625, 8/13 bằng 0.615, vân vân. Tỷ số giữa hai số bất kỳ với số nhỏ hơn đều bằng 1.618, hoặc nghịch đảo của nó là 0.1618. Ví dụ 8/5 bằng 1.6, 13/8 bằng 1.625, 21/13 bằng 1.615, vân vân. Tỷ số giữa các số xen kẽ luôn xấp xỉ là 2.618, hoặc nghịch đảo của nó là 0.382. Ví dụ 3/8 bằng 0.375, 8/21 bằng 0.38, 55/21 bằng 2.619. Quý vị cũng có thể để ý các tỷ số tạo thành dãy số Fibonacci như 1.618, 2.618, 0.382 chẳng hạn, đều được sử dụng trở thành các ngưỡng thoái lui hay các ngưỡng mở rộng để chốt lời hoặc thoát lệnh khi tham gia vào thị trường Forex, chứng khoán và chơi coin. Vậy thì có bao nhiêu loại Fibonacci trong giao dịch Forex, chứng khoán và chơi coin? Quý vị sử dụng TradingView, ta sẽ thấy Fibonacci có tất cả 10 loại, nhưng áp dụng vào trong thị trường crypto, chúng ta chỉ cần quan tâm và sử dụng hai loại, đó là Fibonacci thoái lui và Fibonacci mở rộng dựa trên xu hướng. Về cái phần Fibonacci thoái lui, trong một xu hướng tăng, không phải lúc nào giá cũng di chuyển đi lên mà sẽ có những lúc điều chỉnh giảm Lúc này Fibonacci thoái lui có vai trò giúp xác định các ngưỡng hỗ trợ, nơi giá sẽ chấm dứt đợt điều chỉnh giảm và đảo chiều. Điều này xảy ra tương tự với một xu hướng giảm. Trong trường hợp này, các tỷ lệ 0.236, 0.382, 0.5, 0.618, 0.764, 1.0 của dãy số Fibonacci chính là mức thoái lui. Trong đó, các mức 0.382, 0.5 hay 0.618 là các mức thoái lui quan trọng bởi giá thường đảo chiều tại các mức này hơn so với các mức 0.236 và 0.786. Các tỷ lệ này được xem như các mức hỗ trợ trong một xu hướng tăng, nhưng nó lại đóng vai trò như một ngưỡng kháng cự trong một xu hướng giảm. Về phần Fibonacci mở rộng, nếu như Fibonacci thoái lui giúp trader tìm kiếm điểm vào lệnh hợp lý, thì Fibonacci mở rộng sẽ là công cụ hiệu quả giúp nhà đầu tư thoát lệnh, hay còn gọi là chốt lời. Fibonacci mở rộng giúp xác định các mức giá mà một xu hướng có thể chạm tới. Nói cách khác, Fibonacci mở rộng sẽ xác định giới hạn của xu hướng chính sau khi kết thúc đợt điều chỉnh. Fibonacci mở rộng gồm các tỷ lệ 0, 0.236, 0.5, 0.618, 0.764, 1.382, 1.618, 1.786, vân vân. Xong, các mức chốt lời tốt thường nằm trong khoảng từ 0.618 cho đến 1.618. Các mức ở dưới 0.618 thường không được sử dụng phổ biến bởi lợi nhuận lúc này sẽ bị hạn chế. Mặt khác, các mức trên 1.618 rất khó xảy ra vì nó thường ở trong một xu hướng tăng hoặc một xu hướng giảm dài hạn. Và một số lưu ý khi áp dụng Fibonacci vào trong tradecoin. Quý vị phải xác định được xu hướng của thị trường để áp dụng Fibonacci. Không nên sử dụng Fibonacci khi thị trường downtrend. Quý vị phải xác định được điểm để vẽ Fibonacci, đó là đỉnh và đáy. Quý vị không nên sử dụng Fibonacci trong khung thời gian quá dài. Và quý vị nên kết hợp Fibonacci với các công cụ, các chỉ báo kỹ thuật khác như mô hình nến đảo chiều, đường Bollinger Band, volume hoặc đường RSI, vân vân. Và trên đây là một số thông tin cũng như là cái khái niệm về cái Fibonacci. Quý vị muốn tìm hiểu sâu hơn thì quý vị có thể vào mạng, quý vị search Fibonacci. Ok, bây giờ là đến cái phần thứ hai, phần quan trọng nhất, đó là cái phần thực hành. Thì ở đây tôi sẽ sử dụng trực tiếp cái công cụ Fibonacci Retracement và Fibonacci mở rộng. Ở đây tôi sẽ chọn là TradingView, cũng như là chọn cái cặp BNB USDT. Quý vị để ý bên tay trái nó sẽ có cái thanh công cụ. Quý vị để ý đến cái thanh công cụ thứ ba. Đây. Fibonacci thoái lui và Fibonacci mở rộng. Đó, quý vị có thể tích vào yêu thích để thêm nó vào cái mục yêu thích. Rồi, tôi sẽ chọn cái Fibonacci thoái lui này. Và tôi sẽ đã tìm được một cái đáy để tôi đặt nó vào đây. Tôi sẽ vẽ ngược lên vào một cái đỉnh gần nhất mà tôi xác định được. Vậy thì bây giờ cái điều quan trọng nhất này là làm sao quý vị có thể xác định được cái đáy và cái đỉnh để quý vị vẽ cái đường Fibonacci retracement này. Thì quý vị có thể căn cứ vào cái đường chỉ báo Bollinger Band. Đây, tôi sẽ bật cái đường Bollinger Band đây. Quý vị căn cứ vào cái đường Bollinger Band này để quý vị xác định được cái điểm đầu, điểm cuối. Và cái đường Bollinger Band này tôi đã chia sẻ ở cái video trước. Tiếp theo là quý vị căn cứ vào cái volume giao dịch. Volume giao dịch ở đây để quý vị dự báo rằng sau cái cây nến này nó là một cái xu hướng đi xuống điều chỉnh. Quý vị cũng có thể kết hợp với cái chỉ báo của cái đường RSI và kết hợp với biểu đồ nến. Rồi thì sau khi kẻ được một cái đường từ đáy lên đến cái đỉnh gần nhất thì ở đây nó sẽ có các mốc đánh dấu để quý vị có thể tìm điểm để vào lệnh. Cái mốc thứ nhất là 0.236 này, mốc thứ hai là 0.382, mốc thứ ba là 0.5, mốc thứ 4 là 0.618. Đó, quý vị chỉ cần quan tâm đến ba cái mốc này để đặt lệnh mua vào. Thì quý vị di chuyển con trỏ chuột đến cái mốc nào thì quý vị nhìn sang bên tay phải, nó sẽ có cái giá ở cái mốc đó. Ví dụ tôi đặt con chuột vào cái mốc 0.382 này thì cái giá của cái đồng BNB nó đang là 497,2 đô. Còn cái mốc thứ nhất là cái mốc 0.236 nó rất chi là yếu, quý vị không nên đặt lệnh mua ở cái mốc này. Đó, quý vị có đặt được cái lệnh mua ở cái mốc này, nó có khớp lệnh nhưng mà quý vị cũng không ăn được bao nhiêu cả. Đó, thì quý vị nên chia tài khoản ra và đặt ở ba cái mốc này này, 0.382, 0.5, 0.618. Đây, để tôi kéo cái này ra tôi dễ nhìn. Đó, 0.618 này. Và như ở đây quý vị sẽ thấy rằng trong cái trường hợp này quý vị đặt lệnh mua ở cái 0.382 thì thị trường nó điều chỉnh này, và quý vị sẽ khớp được một cái lệnh mua thứ nhất là 0.382. Tiếp theo là cái mốc 0.5 thì quý vị cũng khớp được cái lệnh mua ở cái mức 0.5 là cái giá 484,09 đô này. Tiếp theo là một cái mốc 0.618. Đó, thì cái mốc này nó cũng khớp ở đây này, đây một cái dấu lên vừa chạm đến cái mốc 0.618. Còn cái mốc 0.786, trường hợp mà thị trường nó đi sâu quá, xuống sâu quá thì quý vị nên cân nhắc để cắt lỗ. Ok, bây giờ quý vị đã khớp được ba lệnh rồi thì quý vị cũng sử dụng cái công cụ Fibonacci thoái lui để tìm điểm quý vị có thể bán ra. Thì cũng trong cái điểm cao nhất mà quý vị vừa vẽ đây, quý vị đặt vào này, quý vị kéo xuống vào cái cây nến thấp nhất đây này, mà có đuôi nến đây này, nó vừa chạm đến cái mốc 0.618 này. Đó, rồi bây giờ tôi sẽ tắt cái đường vẽ trước đi. Đây, thì ở đây quý vị sẽ thấy các mốc để quý vị có thể đặt lệnh bán ra khi đã khớp được lệnh, được ba cái lệnh ở phía trước rồi nha. Ở đây quý vị có cái mốc 1.382 này, 1.618 và 1.786. thì có thể cái trading view của quý vị nó chưa có cái thông số này, thì quý vị hãy vào cái phần cài đặt này, biểu tượng cài đặt. Đây, quý vị có thể chọn bất cứ cái nào, tích nó vào rồi thay đổi nó thành 1.382, thay đổi nó thành 1.786. thì đây là những cái mốc rất quan trọng được áp dụng trong chơi coin, quý vị nên nhớ. Rồi quý vị chọn vào đồng ý này, đó thì nó sẽ có cái mốc này để quý vị bán ra. Ok, để tôi kéo rộng ra để quý vị dễ quan sát này. Đó, và như ở đây quý vị cũng đặt các lệnh, quý vị chia tài khoản nhỏ nhỏ ra, đặt một cái lệnh bán thứ nhất vào cái mốc là 1.382. tiếp theo quý vị đặt một cái lệnh bán tiếp vào cái mốc là 1.618. Rồi để quý vị tiện theo dõi, tôi sẽ đặt cái đường vào đây cho dễ nhìn này. Đó, 1 đường này, hai đường này, ba đường này. Đó, ok, thì quý vị căn cứ vào các mốc này để quý vị đặt cái lệnh bán ra, làm sao để có thể tối ưu hóa nhất cái lợi nhuận của quý vị. Và như ở đây thị trường nó đi lên thì quý vị đặt cả ba cái lệnh này nó đều khớp. Đó, trong trường hợp nếu như thị trường nó không đi lên được cái mốc 1.786 mà nó sẽ giằng co ở cái mốc 1.618, thì quý vị căn cứ vào các biểu đồ lớn, căn cứ vào cái khối lượng giao dịch, căn cứ vào các chỉ báo kỹ thuật khác, quý vị có thể hủy cái lệnh bán ở phía trên này đi để quý vị đặt một cái lệnh bán thấp hơn. Đó là trường hợp mà quý vị muốn bán hết. Ok chưa? Rồi, bây giờ tôi sẽ tắt cái này đi và tôi sẽ trở lại cái công cụ Fibonacci mở rộng. Tắt đi này. Đây, trong cái phần này tôi sẽ chọn Fibonacci mở rộng. Thì cái này, hai cái này nó cũng tương tự như nhau thôi. Quý vị chọn được một cái điểm phía dưới này, kéo lên phía bên trên cái điểm cao nhất, gần nhất này, kéo lại phía dưới vào đúng cái điểm đó một lần nữa. Đó, thì quý vị cũng sẽ thấy ở đây nó sẽ có các mốc mà quý vị cũng có thể đặt cái lệnh bán ra 1.382, 1.618 này. Và các mốc để quý vị cũng có thể đặt lệnh để mua vào. Đó, đây tôi sẽ vẽ tiếp một cái đường Fibonacci thoái lui. Tôi đặt từ dưới đây, kéo nó lên đúng bằng cái mốc đó. Và để cho dễ quan sát tôi sẽ kéo rộng ra, kéo rộng ra này. Đó, thì quý vị cũng sẽ thấy rằng ở đây tất cả các đường kẻ của hai cái Fibonacci thoái lui và Fibonacci mở rộng này nó hơi ngược nhau một chút thôi, ngược nhau ở cái giữa, trong cái khoảng trên dưới 0.5. Đó, cái 0.5 là trùng nhau này, còn cái này là 0.382. thì cái 0.382 thì nó lại sát với 0.618 này. Đó, thì cái 0.618 của cái thằng này nó lại nằm ở dưới. Đó, và tất cả các đường này nó đều gần sát nhau. Bây giờ tôi sẽ tắt cái này đi. Tôi sẽ vẽ lại một cái Fibonacci thoái lui và tôi đặt từ điểm trên và tôi kéo xuống dưới. Đó. Kéo xuống dưới này. Thì ở đây tất cả các điểm quý vị có thể thấy rằng nó đều trùng nhau. Đó, tất cả các chỉ báo, các số. Ok chưa? Rồi, thì đây là hai cái công cụ Fibonacci được sử dụng rất phổ biến trong thị trường cryptocurrency nói chung và trong Bitcoin nói riêng. Quý vị nên xem đi xem lại, cũng như kết hợp với lại các công cụ, các chỉ báo kỹ thuật khác thì nó sẽ chính xác hơn. Và quý vị cần phải có thời gian nghiên cứu, tìm hiểu cũng như là theo dõi thị trường để sử dụng thành thạo cái công cụ này, thì quý vị đầu tư thời gian, công sức theo dõi và nghiên cứu cho thật kỹ. Và tôi hy vọng rằng qua video này quý vị sẽ có thêm một cái công cụ rất chi là hữu ích áp dụng vào trong chơi coin. Thì đây là một cái công cụ được rất nhiều các trader trên thế giới cũng như Việt Nam sử dụng để ra vào lệnh cũng như là tối ưu hóa nhất cái lợi nhuận của mình. Rồi, tôi xin kết thúc video tại đây.